cỏ dại và lúa cỏ, cạnh tranh ánh sáng, nước và dưỡng liệu, làm giảm năng suất lúa. Nhiều loài cỏ dại là ký chủ trung gian của sâu bệnh hại. Đặc biệt, trong vài năm gần đây, tình hình lúa cỏ tăng nhiều trên đồng ruộng, ngay cả vụ hè thu. Nông dân đã biết áp dụng các biện pháp canh tác tiên tiến, kết hợp với việc sử dụng nông dược phù hợp, làm cho hiệu quả phòng trừ lúa cỏ càng cao. Công ty cổ phần bảo vệ thực vật Sài Gòn trân trọng giới thiệu thuốc Venus 300 EC, hiệu quả nhanh chóng trong việc trừ cỏ, đặc biệt là lúa cỏ. Đối với cỏ dại ở các tỉnh phía Nam thì có thể là chia làm 3 nhóm. Nhóm quả bản thì gồm có cỏ lồng vực và cỏ đu phụng. Nhóm cỏ cối lát gồm có cỏ cháo và cỏ chát. Và nhóm cỏ lá rộng thì gồm có là rau mắc bao, rau mương, dại ốc, vân vân. Thì trong các cái nhóm cỏ và loài cỏ này thì khi mà phòng trị thì bà con nên lưu ý đến cái cỏ chát và cái cỏ đu phụng. Và đặc biệt đó, bà con là nên lưu ý đến cái lúa cỏ. Qua cái kết quả khảo nghiệm cũng như là qua thực tế đồng ruộng thì chúng tôi nhận thấy là sử dụng cái Venus 300 EC với cái liều lượng khuyến cáo thì nó đạt hiệu quả rất là cao đối với ba cái nhóm cỏ mà chúng tôi vừa nêu trên, cũng như là vừa diệt được cái lúa cỏ nếu mà bà con phun ngay sau khi xạ hoặc là phun sau xạ một ngày. Và đặc biệt là cái thuốc này nó rất an toàn cho cây lúa. Nói về thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm thì chúng ta sử dụng có hiệu quả khi hạt cỏ mới nứt nanh, nhú mầm. Trong nhóm thuốc trừ cỏ tiền nảy mầm thì hiện nay thị trường có sản phẩm Venus 300 EC do Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn sản xuất và phân phối. Đây là sản phẩm rất được bà con nông dân ưa chuộng do có những cái đặc điểm rất là nổi bật như sau: thuốc diệt được cả ba nhóm cỏ như là đuôi phụng, lồng vực, rồi nhóm cỏ cháo, chát, rau mát, rau mương, đặc biệt là diệt cả lúa cỏ. Cái điều đặc biệt thứ hai nữa là diệt được triệt để cỏ, nhưng mà thuốc rất an toàn cho cây lúa. Để thuốc phát huy được cái tác dụng thì chúng ta cần phải chú ý thực hiện các bước sau đây. Thứ nhất là đối với lại ruộng mà phun thuốc thì chúng ta nên bừa trục, làm cho mặt ruộng bằng phẳng và có một cái lớp bùn nhão ở trên mặt ruộng. Như vậy thì chúng ta phun thuốc là ruộng có đủ nước, không phun thuốc trên cái ruộng mà đất nước nẻ. Điều thứ hai, chúng ta phải phun đủ lượng thuốc, tức là đối với Venus thì chúng ta sử dụng 1 lít cho 1 hecta. Chúng ta xạ lúa 1 đến 3 ngày sau xạ thì chúng ta phun. Phun xong 1 đến 3 ngày thì chúng ta cho nước vào và điều chỉnh mực nước sao cho phù hợp với giai đoạn cây lúa ở giai đoạn sinh trưởng và phát triển tốt. Ruộng tôi trước đây cũng có nhiều, nhưng mà nghe người ta nói phun cái thuốc Venus, thuốc trừ cỏ Venus của Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn á, có hiệu quả. Thì qua đó thì tôi có sử dụng 2 vụ đông xuân và hè thu thì thấy cái hiệu quả trừ cỏ cũng rất là cao, nhất là trên cái cỏ đuôi phụng với cỏ chát. Và cái an toàn cho lúa, khi mà cái lúa mà ở dưới vũng nước á, thì coi như nó cũng không bị ảnh hưởng gì hết. Tôi đã xài thuốc cỏ Venus của Công ty Bảo vệ Thực vật Sài Gòn này được 2 vụ rồi. Nó trừ cỏ rất là tốt rồi, chát lát, đuôi phụng, cỏ lồng vực. Đặc biệt là nó trị được cỏ lúa cỏ trên ruộng rất là tốt. Chi phí nó rất là rẻ hơn các loại thuốc cùng loại với nó. Tôi đã xài thuốc Venus đã được 3 vụ rồi. Đông xuân, thu đông và hè thu. Nói chung là nó đạt kết quả rất cao. Nó diệt được cả lúa cỏ. Nhưng mà cách phun xịt là mình phải đưa nước xịt 5 ngày rồi phải đưa nước lên, rồi nó diệt lúa cỏ rất hiệu quả và nó rẻ tiền so với các thuốc tiền nảy mầm khác. Hồi nào giờ xài nhiều loại thuốc mà không có thấy kết quả, này xài loại thuốc Venus của Bảo vệ Thực vật Sài Gòn thấy kết quả, lúa này hơn 1 tháng rồi mà không thấy cọng cỏ nào hết. Nông dân của chúng ta mà khi xài thuốc trừ cỏ đó thì thường thường thích cái chai vuông hơn cái chai tròn. Nhưng mà thành thật mà nói, miễn làm sao chúng ta xài cái loại thuốc nào mà đạt được cái hiệu quả cao và giảm cái giá thành của chúng ta thì thôi. Chứ còn chai vuông và chai tròn đều có cái tác dụng giống như nhau chứ không có cái gì mà phân biệt hết. Ông bà ta thường nói, công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn. Trong điều kiện thâm canh cao, ngoài việc xử lý giống và làm đất hợp lý, thì việc sử dụng thuốc hóa học là phương pháp không thể thiếu. Với mong muốn giúp người nông dân làm giàu trên đồng ruộng của mình, Venus 300 EC là một sản phẩm diệt cỏ hiệu quả, đặc biệt là lúa cỏ, hứa hẹn mang đến những vụ mùa bội thu. SBC kính chúc bà con luôn trúng mùa, được giá.